Ola la, chào các bạn đang xem kênh Me Tây Vlog. Và các bạn ơi, hồi nãy á, là cái giỏng ngay đây, xong rồi mình vũ một cái, xong rồi nguyên một đống tiền, mình không biết tiền của ai luôn, rớt xuống dưới biển, dưới cái mấy cái lưới nuôi cá ở dưới á. Thì cuối cùng là mình mới biết là tiền của con cháu mình nó nằm, nó rớt ra ở đó. Xong rồi giờ mình phải kêu nó ra lụm nha các bạn. Rồi các bạn coi là quay cảnh lụm tiền và rửa tiền nha. Đây nè các bạn ơi, tiền nhiều để làm gì đó, tiền nhiều để cho cá ăn. Rồi, tiền nhiều để làm gì hả quý? Trời ơi coi. Bây giờ được nhiêu rớt ra đi cái đã, không thôi là lát là nó vô trong chuồng cá nữa à. Lấy ra đi cái đã. Đưa dượng kìa, dượng cá đưa dượng lấy cho kìa. Rồi hồi nãy giờ không mất tiền không đi kiếm luôn hả con? Mấy con cá kỳ cục. Dám lấy. Mày không làm rớt thì lấy đâu ra vô đó. Không lấy cái đó ra đi cái đã. Đó, tiền mà nó đổ vô thau vậy đó các bạn. Còn đồng nào cũng trỏng không? Bên này, qua bên này, qua bên này nè. Rồi sẵn tiện lát nữa nhớ con cá chết ra luôn đi. Rồi qua bên kia nữa kìa. Con tụm xuống đó đi, đâu có ai cứu đâu. Gái dân biển mà không biết bơi. Nhụt. Rồi tiện thể nó vớt cá ra luôn kìa các bạn. Rồi xong nó vớt tiền lên lại. Rồi. Bây giờ nó sẽ làm một cái Đây việc gọi là hoạt động rửa tiền. Bây giờ nó sẽ làm một cái việc rất là xấu xa, một cái việc là phạm pháp nha các bạn. Đó là rửa tiền. Thấy không? Rồi. Cái gì? Rửa tiền. Tiểu thư rạch vẹm rửa tiền. Và đây là hành động bắt đầu rửa tiền nha. Đó. Thiệt tình luôn á. Mất tiền xài nãy giờ đi kiếm rồi im re vậy đó hả? Chắc để trong lòng nó không biết bà cô này có lấy tiền của tôi không mà im re trời. Ừ, sao không hỏi hả? Mất tiền hồi nãy giờ sao không hỏi? Không, con định rớt trong giỏng đó, định là rửa chén. À đúng rồi, rớt trong giỏng xong rồi cô đi nằm, xong tự nhiên cô vũ một cái cô mới nằm đó rồi. Ủa, ủa thói quen nằm giỏng thì phải vũ cho nó sạch rồi mới nằm chứ. Coi kìa, giữa trời cao đất rộng đứng rửa tiền đó. Sửa nhà đây tiền, phơi tiền, phơi nó khô rồi nó bay xuống dưới biển nữa à. Canh chứ. Đó, đó, giờ nó ngồi nó canh dưới nắng là nó cũng khô luôn các bạn. Mới canh me cho nó chết virus đó. Trời ơi. Đó, tiền sợ virus cho nên đem rửa nước biển ha. Thì ra là vậy phải không con? Rửa xong rồi phơi. Diệt Diệt virus ha. À, giờ biết rồi đó. Đây là cách rửa tiền không quý vị? 5.000 đô, 5.000 đô, 5.000 đô kìa. Lấy gì dần vậy? Lấy cái cây kìa, cây vợt đó. Ừ. Sao không đủ nặng? Bây giờ dán cho nó hết vô một dãy tiền đi. Trời ơi, tiền đem đi phơi vậy đó. Đây nè, đó, tiền sau khi cái kia tiền giấy cho nên phơi, còn này polymer lấy vô lau lau. Lau lên quần vậy đó. Thấy thương, rồi cuối cùng là mấy trăm ngàn cả hết vậy biết không? Rồi, nhiều tiền quá mà đâu đếm đâu. Đó, trong khi có người đang làm hoạt động rửa tiền thì ở ngoài này anh Út và anh Tám hả anh Tám? Anh Út với anh Tám đi lặn bắt hào. Đó. Cậu ơi, cô Hằng ngủ bữa nào đi gành nướng gà nè. Bữa nào đi, bữa nào đi cho hay. Bữa nào đi nó. Bữa nào đi ăn đâu có trong ngoài con vậy? Dạ, đen nó kêu đâu có đem về hết đâu. Dạ, bữa tụi em đi không đem gì luôn, có đi kiếm thuốc thì có đem đồ ăn. Dạ. Chứ sao đi không đem thì chỉ đem về với mưa đầu chấm thôi. Buồn lắm. Rồi thêm nhóc Tuấn. Đây đây, mọi người đang đi lặn hào đây các bạn ơi. Trời ơi, mình cũng muốn xuống quá à. Đó, ngoài kia anh Tám với anh Út với nhóc Tuấn đi lặn hào bắt cá rồi này nọ. Còn ở đây nha, đây là dự trữ của nhà mình, cá để ăn đây. Cá mú nè, cá bớp nè, cá chẽm nè. Cá này là size đã lớn để ăn nha. Còn đằng đẵng là đó, con nhỏ này nó duyên dáng lắm mà, nãy cô đã nói rồi mà mày không nghe.
Đó, có vài đồng tiền mà nó bày đặt nó rửa hoài xong bây giờ rớt xuống rửa nữa, rớt xuống rửa nữa. Thấy tội thằng nhỏ không, phải bơi tới lượm cho nó. Cô bo cho con 5.000 đó con, lượm 3 tờ, cô bo cho con 1 tờ. Đưa nó 2 tờ thôi. Cô ơi, giờ con cũng có chỗ giữ tiền nữa. Tiền nó nhiều quá mà anh. Dạ. Bởi nó phơi tiền, phơi bạc ngàn ở đây luôn vậy đó. Rồi sau khi nhân vật tiểu thư rạch dẹm đã phơi tiền ha, lao tiền ha, xong bây giờ đem cho nó đếm kìa. Được nhiêu con? Con nó đếm tiền cũng ngộ lắm nha. Cái đó là sếp hay đếm vậy? Trời ơi, con có đếm, con có sắp theo số series không vậy con? Trời ơi. Để tiền mặt nào thì mặt đó. 70, 74, 550. Là nhiêu con? Là nhiêu con? Là nhiêu vậy con? Đừng hỏi quá. Trong khi đếm tiền thì ông chồng mình vừa mới rớt giọng. Vừa mới rớt xuống cái ình. Honey, how is your ass? Và ông đừng đưa. Thôi mình quay trở lại con nhỏ cháu mình, nó đếm tiền nhiêu con? 624.000 hả? Mày làm lố à, người ta tiền mấy chục tỷ người ta rửa, còn mày có 624.000 mà mày rửa tiền, thấy ghê. Rửa cho chết virus. Ờ ok. Ok, giỏi. Rồi, cho con 10 điểm về chỗ đi con. Rồi các bạn ơi. Bé Tuấn đã đi cùng với lại anh Út với lại anh Tám đã về tới nơi rồi. Để coi là có gì không nha. Hồi nãy mình gặp anh Tám và anh Út đi lặn ở dưới biển lên, được một số con cồi sò mai, rồi con hào bao và một số con khác nữa. Mình không biết là hai anh sẽ nấu món gì, cho nên là mình theo chân hai anh về nhà thử xem là hai anh nấu cái món gì ha. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Rồi các bạn ơi, cái mớ cái gì? Cồi mai nè, hào bao nè. Đó, trời ơi, hào đây là phải không chị? Con hào đây phải không? Dạ, đúng rồi. Đó, hào bao đâu, đã cậy ra nha. Lấy ra rồi con cần phải làm gì nữa không anh? Nướng gì? Không, nhưng mà phải lấy ruột, lấy gì, nó có cái gì để bỏ không? Lấy cái cát ra. Đây nè, lấy cát, lấy cái gì thừa thì bỏ ra nha. Đó, còn đây anh Út. Anh Út tiền phải không ta? Dạ. Đó, sao không đặt tên đại tiền, đặt Út tiền là ít tiền sao trời? Đây nè, ảnh lấy cái ruột với lại cát rồi bỏ ra nè các bạn. Cái cồi nó đang còn nhỏ anh hả? Dạ. Mình phải bỏ mấy cái phần thịt kia, nó có dai không? Không chị, nó mềm. À, vui quá, vui quá. Cả nhà. Đây nè. Wow nè các bạn ơi, nhìn hấp dẫn chưa? Sò mai nướng. Ôi, mỡ hành thơm quá. Mỡ hành này có nêm gì ở trong không anh? Dạ, để miếng bột ngọt. Nêm một ít gia vị vô mỡ hành cho nó đậm vị như thế này. Rồi bây giờ gần chín rồi, bỏ đậu phộng vô nha các bạn. Rồi cho ít hành phi nữa nha. Thơm luôn. Vừa thơm vừa béo vừa bùi. Rồi bắt đầu nước nó rút lại á, nó khô rồi bắt đầu mình vớt, mình gắp ra nha các bạn. Ngon quá. Thơm ơi là thơm luôn các bạn ơi, mình chưa ăn con này bao giờ. Mình nói vậy là mình biết là lát nữa mình được mời lại đó. Mình chưa ăn con này bao giờ. Hay là đợt thứ hai nướng thêm đợt nữa mới xong. Đó này các bạn ơi, sò mai nè. Sò mai sau khi đã nướng xong nha. Mồi nhiều quá các bạn ơi, một mâm nhung nữa nè, con nhum nè. Đó, hấp dẫn chưa? Đúng rồi. Rồi, tiếp đậu phộng vô. Sau đó hành phi là chính. Nhung này chỉ cần nướng sơ thôi nha các bạn. Nướng sơ là ngon, nướng dữ quá là nó sẽ bị khô. Rồi này các bạn ơi, anh Tám tiếp tục bỏ vô con này con gì anh? Con điệp với con lựu bún chứ. Điệp hả? Dạ. Là sò điệp á hả hay là khác nữa? Cái này kêu con điệp giấy nè. À, con điệp giấy với lại con lưỡi búa. Này này, nhìn giống lưỡi búa không các bạn? Đó. Lần đầu tiên biết luôn nha. Đó, chín rồi. Ủa, làm giống như có ngọc trai ở trong á em. Có ngọc ở trong rồi các bạn. Đâu? Đó, một viên ngọc. Đâu, có rồi con. Con đã giỡn mà.
Ôi các bạn ơi, hai chồng mình với lại nhà anh Út với chuẩn bị ăn nhà anh Tám nè. Chuẩn bị ăn một cái mâm này cộng thêm là một cái lẩu, lẩu hào bao nấu me. Đó, nấu nước me để mình quay lại cho các bạn xem nha. Đó, cái đó là rau để nhúng lẩu nha. Đây là nước me nè. Nước me lát nữa sẽ bỏ con hào bao này vô ha. Rồi bỏ cái hào bao vô nha các bạn nha. Bỏ vô. Xong sôi lên vớt ra hả chị? Không, để gì mình nhúng ăn. À, xong rồi cứ nhúng rau vô là ăn thôi ha, giống như ăn lẩu vậy đó. Còn đây là cái view mà hai vợ chồng mình ăn buổi chiều cùng với gia đình anh Tám nè. Có mấy các bạn ơi. Đây là một cái cồi xò mai nhưng mà nó có tới mấy con lận bỏ vô nướng chung. Thì bây giờ hai chồng mình sẽ review ăn để coi như thế nào ha. Mình sẽ cho ông xã mình ăn một cái cồi này trước đi. Này cửa see for you my love. Cái đậu phộng này ha, mỡ hành này ha. Đặc sản. Ăn cái gì không? Ăn đi con. Đâu? Cái đó nhiều con lắm đấy, con gấp. Nó nhỏ nhỏ. Có ngủ nè. Dạ dạ dạ. Các bạn ơi, xong cái sự cố làm rớt cái này xuống thì mình chụp lại được. Nó chỉ rớt trên cái đồ của mình thôi. Tại vì cái vỏ này nè nướng giòn á, cái dễ gãy quá. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cái coi miếng này nha. Ngon lắm các bạn. Ngon lắm, nó ngon hơn cả cồi xào điệp luôn á. Gia vị rất là ngon. Nè, miếng thứ hai cho chồng, ngon quá à. How is this? Very good, ngon lắm các bạn ơi. Trời ơi. Lần đầu tiên mình ăn cái cồi xò mai này. Ngon lắm nè. Đậu hồng với mỡ hành. Ngon quá. Cháo gì á cô? Có cái cháo này ngon lắm. Nó quay rồi. Qua bên kia có một nồi cháo để phía bên cạnh nữa các bạn ơi. Mới nấu hả? Ở bên này có nồi cháo cá lóc nè các bạn. Đậu xanh cá lóc. Đậu xanh cá lóc gừng. Trời cái này á hả? Mà có rau đắng nữa ha. Đó. Nè mình miếng cá lóc nè. Đó. Trời ngon quá. Hải sản thôi có tiền nha các bạn. À, đi ra tại người Canada. Ngon quá. Thiệt mà. Ngon quá. Mình thử gấp miếng hào bao. Hào bao nhúng me. Hào với lại rau ha. Hào bao là khác nha các bạn. Khác với hào. Hào sữa. Ngon quá. Very good. Đây khung cảnh ăn tối của cả gia đình. Ăn tối nhưng mà ở đây ăn sớm lắm nha các bạn. Buổi chiều là coi như là ăn tối rồi đó hả nhà mình. Dạ. Quá. Chồng đâu rồi? Do you enjoy? Yeah, ổng nói ôi trời ơi. Chồng mình nhìn thấy mùi tạc là sợ luôn. Cay quá, ảnh ăn xa xơ thôi cô. Nè, con nhum sống nè. Ngon quá. Không ăn mù tạc để mưa, không ăn lắm. Đây, chanh vô để mù tạc. Phải có vị mù tạc nó mới ngon. Nè, hơn đi, hơn đi, hơn đi. How is this? Baby. My baby. Nhưng mà cái này vô nó có vị nồng. Các bạn ơi, hai vợ chồng mình đã dùng bữa tối từ buổi chiều xong rồi bây giờ qua là gần tối luôn rồi với gia đình của anh Tám, một cái bữa ăn tràn ngập hải sản được đánh bắt lên từ ngay biển ở ngay ngoài này. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này và hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ kênh của mình bằng cách like và bấm đăng ký nha. Bây giờ xin chào tạm biệt. Time for beer. Xin chào tạm biệt.